nó buồn à. Nhà có nuôi thì bắt về cũng mà buồn, người cho ăn là cũng thấy về cũng vui. Mẹ mẹ nó kêu gì đúng không? Mỗi lần cho nó ăn kêu sao? Giờ cho nó ăn thấy nó kêu. Có tấn công không? Có tấn công không? Có bằng ăn gì thành công không? Cũng có, cũng có. Xuống lại một lần nữa, xuống lại một lần nữa, cái trời mưa cái đồi giờ con gái trời mưa vậy không được, ở ngủ vậy. Má ơi, má không cho. Má ơi, má không cho. Tại mấy bà già xưa mà bả kỹ bả đâu có cho, thấy vậy mà không cho. Xuống chung, không cho ở ngủ, bả lấy mưa bả đưa cho về. Trời đất ơi, tiếc không? Thôi mời anh trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh. Xin chào. Em chào chị Ngọc Lan. Dạ, em chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Anh tên là gì? Em tên Nguyễn Minh Hiếu. Nay em 46 tuổi. Em ở Cần Giuộc, Long An. Em làm bảo vệ. Bảo vệ đó. Mới bảo vệ nãy giờ gặp bảo vệ nữa. Làm như bảo vệ ấy sao sao tới đây phải đi qua vậy? Liền. Dạ em chào anh. Trời. Bảo vệ đi khác bảo vệ nãy nha. Bẩm trơn. Hiếu làm bảo vệ. Rồi mình sống ở Cần Giuộc với ai? Ba mẹ mất ở đây, mất của mình à. Anh em đâu? Anh em ở riêng hết nè. Hồi ở mình sợ ma không? Không anh. Đây có ở mình anh gì đó. Dạ, nhà gái giới thiệu về mình đi chị. Đó, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào dạ. Vị khán giả. Em tên là Lê Thị Toán, năm nay 47 tuổi. Em sinh sống ở quận 12. Chị ở quận 12 là chị ở với ai? À, mấy chị gái. Dạ, mình làm công việc gì hả chị? Công việc của em là buôn bán tự do. Buôn bán tự do, còn đây làm bảo vệ. Làm về bảo vệ về mình sống có mình nó buồn không Hiếu? Nó buồn anh. Nhà có nuôi thì mấy con dê cũng mà buồn, người ra cho nó ăn là cũng thấy con dê cũng vui. Mẹ mẹ nó kêu gì đúng không? Mỗi lần cho nó ăn kêu sao? Giờ cho nó ăn thấy nó kêu. Rồi bây giờ là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Hiếu? Mạnh của em cũng bữa nào về dậy sáng sớm em cũng tập thể dục, chạy bộ, tập yoga rồi chút vậy. Vậy đó hả? Chứ cũng thích đá bóng, bóng đá rồi anh. Đá bóng nữa. Chị cũng biết làm việc nhà, nấu cơm rồi nha. Em Hiếu cũng hơi nóng tính nè. Làm ai làm không vừa ý, mình cũng giận mình nóng. Ở nhà ai có ông có ai đâu mà không vừa ý. Không lẽ mấy con dê làm không vừa ý hả? Xin chào. Mình có ưu điểm gì chị? Ưu điểm là mạnh mẽ, tự lập. Mạnh mẽ sao đúng quá vậy? Mạnh mẽ thoải mái. Nào, ngồi thẳng lên. Đó, mạnh mẽ. Rồi gì nữa? Rụt rè trước đám đông. Rụt rè à, cái này được nè. Đang rụt rè được nè. Thoải mái lên nào. Có tật xấu gì không? Có, hay cãi lại. Hay cãi lại. Hay cãi lại hả? Bên kia nóng tính lắm á. Ở nhà chị làm gì vậy? Nhà buôn bán tự do, bán trái cây. Thử giờ rau trái cây thử coi. Ai mua trái cây không? Rau vậy tới sáng là chưa mua nữa. Được rau thoải mái rồi lên chứ không? Rồi, bây giờ hỏi đường tình duyên đi. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình nhỏ thoáng qua không? Là chị thoáng bao nhiêu lần rồi? Có 2 lần. Mà sao mình không dừng lại luôn mà mình thoáng gì vậy? Có nghĩa là bố mẹ người con trai thích mà con trai họ không thích em. Thì thường quá vậy trời. Thích mà bố mẹ không thích nó cũng cố gắng. Vậy là chưa có nắm tay người đàn ông chưa chị? Chưa. Nó có hẹn hò đi chơi với con trai chưa? Chưa. Đường tình duyên sao vậy anh trai? Dạ, em cũng có 2 mối tình. Mới đầu tiên cũng được 5 cũng ở quê ngoài Bắc cũng vô. Đó em lên bà cô rồi tới Sài Gòn này chơi nè. Họ vô bán nước phụ bà về vậy đó gì quen. Dạ. Nắm tay chưa? Cũng cao á. Có hùng chưa? Dạ, cũng có á. Cũng có. Có luôn. Dạ, cỡ cũng có về quê, có Vũ. Em về quê luôn nè. Vũ về quê luôn. Cỡ quê mấy bữa? Không, em không có về. Trời sao vậy? Sao vợ vậy? Không, vợ về Mỹ. Không có vợ đó. Rồi mối tình thứ hai? Tình thứ hai cũng bạn... em với bạn em bạn giới thiệu lên lần đầu về lên Vũ xuống nhà em chơi. Lên lần hai Vũ cái xuống nhà em chở xuống nhà em chơi xuống cái, luôn cái chở về cái giờ em đưa về cái tối vậy Vũ em vô cà phê sân vườn luôn. Thật không? Vô cà phê sân vườn có đèn sáng hay là đèn mờ? Đèn mờ.
vô cái nhưng mà nắm tay rồi cho cái mình giờ mình động đâu cũng chơi á, cái nó nằm im về luôn. Trong mình đưa về không chịu về nữa chứ, thứ ở tới 11-12 giờ là năn nỉ cho đưa về không chịu về rồi. Có tấn công không? Có tấn công không? Có mần ăn gì thành công không? Cũng có. Anh này thành thật. Rồi cuối cùng sao chia tay? Vì cái xuống nhà em lần nữa. Xuống em lần nữa cái trời mưa cái đòi giờ con gái trời mưa về không được ở ngủ với em luôn. Má em không cho. Là mấy bà già xưa mà bả kỹ bả đâu có cho. Thấy vậy bả không cho ở. Ngủ chung. Nó không cho ở ngủ, bả lấy ông mưa bả đưa cho về. Trời đất ơi, tiếc không? Vậy là tại má rồi. Tại má rồi. Bả nói nó gì cái tự ái cái nó không xuống nữa vậy em cũng không lên nữa. Sau về vài năm nữa em có lên mà anh đem đến kiếm em la quen lại mà em hỏi mà em thấy có cha chồng có con thôi em về. Trời ơi, thôi. Đoạn trường. Thật thà dễ sợ luôn. Bây giờ mình nói người thân. Tôi nói cho gái nghe. Dạ. Thật ra anh này anh dễ thương mà anh thật tình đến mức như vậy, hiền như vậy luôn á. Dạ. Mà hai bên người này hiền quá hả? Nhưng mà ông kia cũng hiền mà cũng hên. Cũng tấn công được lần. Em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Giống như anh Quỳnh Linh ấy. Giống như anh Quỳnh Linh ấy. Mỗi người gia đình bữa cơm 5 giờ chiều. À có coi chương trình của Linh nấu ăn đúng không? Nấu cơm đúng không? Dạ. Ngon không? Ngon. Rồi. Giờ anh có mong muốn lấy vợ như thế nào? Dễ nhìn thấy dễ thương nữa. Biết nấu cơm nữa nha. Biết nấu cơm ăn biết nấu. Trời ơi cơm giờ dễ nấu lắm. Phải con gái thì phải không nha, biết nhậu không biết hút thuốc được không? Bên đây hiền khô. Rồi hôm nay mình đi với ai vậy? Dạ, đi với chị gái. Dạ xin chào chị ạ. À. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Đây là em gái của em. Em nghĩ anh này là cũng được. Nếu mà em cảm thấy thuyền vào bến thì em cho anh cơ hội vào. Nếu mà cảm thấy như thế nào em cả quyết. Anh hiền quá ha. Còn đâu cái này là duyên phận là do em quyết định. Mà giờ sao, thì sao em gái ở nhà không có cách nào làm mai cho ai hết trơn hay sao? Nói trước đám đông thì nó rụt chặt rồi thế chứ còn đâu ở nhà thì nó mắng em phải trên tại. Trời đất là... vậy đó. Nói có khi từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Ở nhà cũng mắng chị quá hả? Mắng lắm, ghê lắm. Năm lúc khan tiếng ở nhà ghê lắm. Kinh. Nói thật chứ em vào đất Sài Gòn này là em gánh nặng vai gánh nặng lắm. Năm nay là em vào đây là 22 năm rồi. Em gánh vác đủ mọi thứ. Nhà có mấy chị em? Nhà em có 5 anh em. Nhưng mà giờ ở chung mấy người? Giờ em này là ở chung. Này là em út quá hả? Em út. Em có nhà cửa đầy đủ rồi. Có phòng cho thuê. Có mấy đám đất nữa. Là mấy em đám gánh đất vác hết. Em này chỉ dựa vào em sống. Nếu mà em có muốn cho anh vào bến thì cho anh. Còn đâu chị không thể nào cả quyết được. Em thích thế nào thì quyền của em, không sao lại hận đời. Ôi giời. Còn rồi. Đâu giờ thì nói chung cho cùng thì giờ em nói là được. Được hay không là do em cả quyết cho. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Chị có vẻ mất lực quá. quên, anh trai đi với ai à? Em đi con mình rồi. À rồi, có anh Quyền Linh đó. Được rồi. Bây giờ mở rào cho hai người nói chuyện nha. Đúng rồi, mở rào. Mạnh dạng nhẹ nhàng thôi nha. Bắt đầu đi. Đi anh. Thôi anh có món quà muốn tặng em. Tặng anh. Thì anh tặng sữa tắm cho em. Sữa tắm hả? Sữa tắm dê hả anh? Sữa tắm dê. Còn em gái tặng cái gì? Tặng cho anh đôi giày. Mình lấy ra mình mang đi chơi hay mang đi làm? Mang đi chơi. Đó, cho em gái mang thì có vừa không? Rồi giờ có ai tặng giày chưa? Chưa mà em ơi. Đây lần đầu tiên đúng không? Giày này kỳ á. Rồi mang đôi giày đó vô có vừa không? Xỏ vô thử coi. Nhà sao giống dạng gái mà. Dạng trai, dạng gái đâu con gái. Dạ vậy được thôi khỏi mang đi. Không xỏ vô có vừa không? Trời ơi, vừa khích luôn mọi người ơi. Ngon. Thôi mang về mới luôn đi. Mang vừa là đúng là tấm cám luôn á nha. Đúng rồi đó, định mệnh luôn. Định mệnh luôn á. Hay quá. Vừa không anh? Thoải mái không? Vừa. Hỏi có nhìn anh mang giày được không? Anh nói trước đi. Em thấy anh mang giày này đẹp không? Đẹp.
anh thích người phụ nữ như thế nào? Nhìn cũng dễ thương chút, dễ nhìn, cũng đẹp gái chút, rồi cũng biết nhà, cũng biết nấu ăn, nấu cơm vậy. Anh thấy em có được với ai không? Được, từ từ anh với em đang còn tìm hiểu về tiến xa hơn. Anh có con cái gì chưa? Anh có con cái gì chưa? Chưa. Chưa có, chưa có vợ luôn mà. Chưa có vợ. Anh em mình có vợ rảnh thì anh lên chỗ em chơi ha. Đang chở đi chơi hay là giờ về em xuống anh chơi, đang tìm hiểu quen biết ha. Từ từ hợp về anh thấy ha. Anh ở thành phố Long An hay ở nhà quê? Ở nông thôn. Để Linh diễn tả cho, cần vuột sát qua đây nè, không phải là xa xôi đâu, mà là trung tâm. Nói vậy cho bên nhà gái biết ha. Dạ. Rồi hỏi giờ. Anh với em lấy nhau cũng không thời gian mà có đẻ liền được không? Tiến tới nắm tay đàng hoàng. Đó. Nắm tay em nghe. Đứng lên, đứng lên. Nhìn anh muốn sinh con liền vậy đó. Nói đi. Anh nói đi, sao không nói? Anh với em cũng không có xa mấy ha. Em chèo, hai tháng em chèo cưới luôn. Hai ba tháng lấy luôn, anh muốn sinh con liền. Thì hai ba tháng lấy luôn, em với anh muốn sinh con liền, em sinh được không? Hả? Đừng có buông tay ra. Hỏi lại nè, nói lớn lên. Anh muốn hai ba tháng em sinh con liền, em sinh được không? Hai ba tháng sinh sao sinh được? Ít nhất phải 9 tháng 10 ngày. Hai ba tháng làm việc. Thì muốn sinh thì sinh được thì tự phải. Được không? Nói lại được thì nói tiếng được vậy đó. Đúng rồi, Toán nói cho Toán. Dạ, đúng. Được. Dạ, 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 có nắm tay ai chưa? Chưa. Chưa hả? Dạ. Dạ, nắm tay anh em thấy sao? Lạnh. Lạnh. Cho ấm hả? Anh thấy ấm nè. Hỏi, hỏi, hỏi coi thấy nắm tay anh thấy thích không? Em thích không? Em lạnh không thích. Lạnh không thích ha? Dạ. Em xuống nhà anh chơi nha. Dạ. Anh giúp em được không? Về nhà anh dạ. Chơi mấy bữa. Em thả đi về nhà anh chơi mấy bữa. Bây giờ cưới thì xuống ở luôn. Vậy mà chở về chơi á? Dạ. Đi mấy bữa? Đi lúc thôi. Lúc? Vậy chừng nào đi được anh dước? Lúc nào anh đi được. Vậy mai được không? Được. Em dạ em thích anh, mới thích anh không? Thích thì từ từ giờ biết ra sao. Không, mà thấy giờ thấy có nãy giờ có cảm tình hay có gì không? Gì chút chút không? Có mến hay có gì gì không? Không mến hãy buông tay ra. Không mến hãy buông tay ra. Cái gì vậy? Nó rất là khó cho chị gái, bởi chị quá hiền nhút nhát. Ở nhà thì có thể hoạt bát nhưng mà ra đường quá nhút nhát. Để tìm cho mình một người khó lắm đó. Chuẩn bị. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi. Chị không có bấm hả? Dạ, chị không bấm hả? Dạ không. Bây giờ mình còn băn khoăn cái gì vậy? Muốn anh ở trên thành phố này làm ăn cùng em. Ờ, nói. Nói đi. Rồi người ta, bây giờ anh có chịu về thành phố không? Về thành phố phụ bán trái cây không? Mình đang nói thì tính sao? Nếu anh thương người nào của anh đi theo, anh bỏ tất cả đi theo luôn được. Đó. Có thay đổi không chị? Ai em có gì thì nói phải không? Còn không bấm là giờ em không chọn giờ đường ai nó đi phải không? Sao vậy? Anh lên quận 12 anh đón. Còn gì nữa lựa chọn nữa? Được không? Anh có chạy xe được không? Được. Chạy từ Long An lên thành phố được không? Được. Thôi giờ bạn anh ở quận 12, anh lên quận 12 anh đi mấy chục lần á. Đó. Được, được rồi sao? Anh đi quận 12 anh lên mòn đường ạ. Sao? Hay còn gì nữa? Thấy anh chưa được đẹp trai. Chưa được đẹp trai. Giờ không đẹp thôi vậy. Không đẹp gì không bóng không? Trời, trời chúc em tìm người được dễ. Vậy đường ai đó đi. Thật ra kiếm người đẹp trai khó lắm á. Chị gái. Không chọn thôi. Thôi anh chúc em tìm được người khác vậy thôi. Đẹp trai vậy đó như em. Xin như địa em chỉ mai mốt lên mua trái cây cụ tiếp. Thôi không xin. Giận hả? Giận. Trời ơi, tội nghiệp không? Mời em ngồi. Sơ yếu lý lịch trước ngang, bắt đầu. Xin chào quý vị khán giả, anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn nữ.
Em tên Nguyễn Hồng Thăng, em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang là nhân viên lập trình tại Tân Bình. Bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi, dạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, em tên là Cao Thị Mỹ Tâm ạ. Năm nay em 26 tuổi, em đến từ Gia Lai. Và hiện tại em đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm cho tổng đài chăm sóc khách hàng nước ngoài của Vinaphone ạ. Wow, dạ. Những cô giọng gái làm tổng đài giọng rất là dịu dàng. Rồi, mình giới thiệu một chút xíu về mình đi, những ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, tính cách của em á, thì được bạn bè nhận xét là tự tính 100% hay gọi là hơi bấm bèo một chút. Và em cũng thích nấu ăn và cũng hay thích đi chơi với bạn bè, du lịch. Rồi, còn những cái điểm chưa mạnh của mình? Nhiều khi là em còn hơi bướng bỉnh chút. Có nghĩa là hay nghe theo ý của mình chứ ít chịu nghe lời người khác. Và đôi khi là em cũng hơi khó tính, hơi kén ăn chút. Kén ăn hả? Dạ. Cái đó không vấn đề gì. Dạ. Bạn trai, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Dạ, điểm mạnh em là em biết nấu ăn. Khuyết điểm em thì em nhiều khi hay quên đồ. Dù nhờ em không nhắc em quên. Dạ. Tình trường thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình mà cũng nghỉ quen lâu. Nghỉ bao lâu rồi? Dạ, khoảng năm, hơn năm. Dạ, tại sao nghỉ? Thấy không hợp tính cách, không hợp. Bạn nữ thì sao, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra thì em chưa có mối tình nào chính thức cả. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Yeah. Wow, tại sao mình kén quá hay là mình có vấn đề gì? Mình còn nói khó tính hay về sao? Lý thì có lẽ là tại môi trường chị. Thời đi học cấp 3 thì em chỉ có lo học thôi. Rồi đến khi đi học đại học thì trong lớp lại toàn là nữ nhiều. Rồi đến khi đi làm thì môi trường tổng đài chị cũng biết là nữ nhiều hơn nam. Cho nên nói chung cũng chưa gặp được ai hợp duyên á. Cũng không ai để ý mà không có tình đơn phương luôn. Không ai thích mình không thích cũng ai luôn. Cũng có người để ý nhưng mà người ta nói là duyên chưa đến hay là người tốt chưa đến, người đến chưa tốt vậy đó. Cho nên chưa thành duyên với ai được ạ. Vậy là buồn không? Mẹ em cũng nói nhiều lắm. Giờ mình quyết chí tìm bạn trai nên tiến tới hôn nhân chưa? Nếu mà được thì em nghĩ là khoảng tầm 2018 em muốn cưới. 2018, khoảng 5.5 nữa. Mình đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình muốn tìm là như thế nào? Em thích anh ấy là không cần phải quá đẹp trai, nhưng mà nhìn hiền, ưa nhìn. Và anh ấy cao hơn em thì tốt ạ. Thì em thích nhỏ con. Và anh ấy có công việc ổn định. Em thích con trai chững chạc. Mình có cái chuẩn mẫu người như thế nào không? Hình mẫu lý tưởng thì có thể là người đàn ông đảm đang gia đình như là anh Quỳnh Linh. Rồi. Nãy giờ bạn gái đưa ra cái tiêu chuẩn gì mình đáp ứng được hết không? Dạ, cũng hầu hết. Hầu hết, có cái gì không được không? Đẹp trai, không đẹp lắm được. Không cần đẹp trai lắm hả? Dạ, nhìn thôi. Dạ, vậy đáp bạn... Dạ, cũng hay 80-90%. Người lý tưởng trong mơ của bạn là như thế nào? Em thì thích người phụ nữ biết nấu ăn, biết quan tâm, chia sẻ. Cái này biết lo cho gia đình, chứ đừng có lười biếng quá. Phụ nữ ít ai lười biếng lắm bạn ơi. Dạ, cũng có, chăm sóc bản thân mình chứ không biết quan tâm người khác. Dạ. Có nhiều người phụ nữ em thấy vậy. Gặp rồi đó hả? Dạ. Ngoại hình thì dễ nhìn giống như ai? Giống chị Cẩm Ly. Vậy là bạn muốn thích người phụ nữ truyền thống đúng không? Dạ, hiền, dạ. Hiền lành truyền thống là bên này bao luôn. Hả? Bây giờ nếu như mà mở màn lên nè, mà ưng bụng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì theo bạn bên đấy, bạn nữ nói thì 28. Dạ, thì em cũng nghĩ vậy. Dạ. Thế mình đã chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Thì chuẩn bị tiền đó chị, có tiền là cưới rồi. Có tiền rồi. Dạ. Đẹp trai, mặt dạ. Mày cao ráo, dễ nhìn, không có lúng đồng tiền nữa. Dạ. Quá dữ luôn, có tiền là được rồi. Có đồng tiền rồi, chưa chắc có tiền nha. Xin chào cô gái, xinh xắn dễ thương. Sao mà 2018 thì nó hơi lâu chút nha. Thực ra là em tuổi ngựa, mẹ em nói con gái tuổi ngựa là nên kết hôn trễ một chút, nên kết hôn sớm. Em tin vào phong thủy hả? Em hơi có tin một chút. Tin chút. Tin vào duyên số nữa. Dạ. Duyên số nữa. Chị có coi tuổi bạn trai luôn không? Ừ. Tuổi ngựa thì em nghe nói là hợp với 82 với 86 hay là 85. 82, 86, 85 đúng không bạn trai? Không, em 89. 89 tuổi con gì? Dạ tuổi con rắn anh, kỷ tỵ. Vậy là cũng không hợp, không kỵ, không sao ạ. Em không thích điều gì ở bạn nam? Anh ấy nói chung chỉnh chu một chút là được rồi. Dạ. Và có thể là phải có trách nhiệm và biết giữ lời hứa. Giữ lời hứa? Dạ. Đó mới quan trọng đúng không? Đúng rồi. Rồi, đừng mổ ra ông gia đình nữa ha. Dễ thôi, vừa qua anh kỹ cho. Chăm sóc vợ con ha. Dạ. Rồi giặt quần áo cho con cái, rồi lâu lâu rửa chén rồi này thấy. Có, em có giặt cho cháu em. Vậy là được rồi, nữa giặt quần áo cho con, cho vợ cũng được đúng không? Có sao đâu đúng không? Đúng rồi. Rồi, nhà gái mình hôm nay có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em có các bạn của em ạ. Chào chị Cát Tường, anh Nguyền Linh và quý vị khán giả. Chào bạn. Anh cứ ngồi đi thôi.
À, em tên Trang, em là bạn thân từ nhỏ của Mỹ Tâm. À, nhà dưới quê là cũng cạnh nhau luôn. À. Có thể nói Mỹ Tâm là một người rất là khéo tay và có nhiều tài lẻ, biết đan móc, đan len, thậm chí có thể tự đan mũ, đan áo và may quần áo cho mình. Wow. Tâm nấu ăn ngon nữa. Với lại nếu như bạn thích một người phụ nữ truyền thống là Tâm đáp ứng tiêu chuẩn. Còn Tâm ơi, bạn trai bên đây mình thấy là bạn ấy làm lập trình thiên về IT thì có vẻ là sẽ phù hợp đối với Tâm đó. Với lại bạn cũng dễ thương, nhìn bạn cũng chững chạc. Nên là hy vọng hai bạn sẽ tạo cho nhau một cơ hội thì có thể đến được với nhau. Quan trọng là có tiền đãi đám cưới rồi đó. Đúng rồi chị. Đúng rồi, cảm ơn bạn. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với chị gái với các bạn đồng nghiệp. Chị ruột luôn hả? Dạ, chị họ. À, chị họ. Dạ, với rồi, các bạn chị đồng nghiệp. Xin chào chị Cát Tường với anh Quỳnh Linh. Vâng. Chào quý vị khán giả. Bạn gái bên đây thì khá là xinh xắn, dễ thương. Theo em nhìn thì rất là xứng đôi. À, cảm ơn chị. Cơ bản là nhìn xứng đôi là được rồi. Đó cũng chỉ là những ý kiến tham khảo của bạn bè, của người thân mình thôi. Và quan trọng nhất vẫn là cái cảm xúc của mình và cái quyết định của mình. Và bây giờ thì cho hai bạn gặp nhau đi ạ. Kéo màn. Vài phút ngắn ngủi chúng ta hãy tranh thủ thời gian. Dương. Nhận của em về anh như thế nào? Nãy giờ em cũng không tưởng tượng, cho nên em gặp thế này thì em thấy anh cũng có nét chững chạc. Mà áo sơ mi đúng kiểu em cũng khá thích. Vậy mà áo thun không chững chạc hả? Ấm giá vậy là tiêu rồi, không bữa nay thôi đó, bữa không có đâu. Tào lón không? Anh này thấy em cũng dễ thương. Dạ. Em thường thích đi đâu chơi? Em là tính cách khá là ham vui, cho nên em rất thích đi chơi với bạn bè, đi du lịch, đi tham gia hội tình nguyện, thiện nguyện á. Anh có thích đi như vậy không? Anh cũng thích đi du lịch, chưa có cơ hội đi nhiều. Anh có thích coi phim ma không? Không, anh thì phim thích, thích coi phim ma luôn. Hành động ma, đua xe. Thật ra em là kiểu nữ tính nhưng mà em lại thích coi phim ma, phim kinh dị. Anh không có sợ ma. Mình coi không có sợ. Em cũng không có sợ. Giờ cái giọng cô này rất là hay. Đâu giờ kể một câu chuyện gì đó hay là một bài thơ gì đó đọc nó truyền cảm cho bạn. Kể chuyện ma nha. Trai nghe. Tôi sợ ma lắm. Dạ không ạ. Thật ra em hồi xưa đến giờ thì em cũng không có viết thơ, nhưng mà mới thời gian gần đây em mới có tự nhiên nổi hứng lên sáng tác một bài thơ. Thơ tự sáng tác luôn hả em? Dạ. Thế nên em sẽ đọc cho mọi người nghe bài này. Bài này em đặt tên là Lạnh Giao Mùa. Sài Gòn lạnh thật rồi ai ơi, sáng thức dậy mặt trời đi ngủ mất, gió nghịch tóc làm em run bần bật. Giá có tay người em nắm sẽ không sao, đã ai bảo là mùa đông đến mau, vô tình cho giấc ngủ em thêm mộng, để em thỏa thích choàng khăn len mũ ấm, tìm người thương cho bớt lạnh lúc giao mùa. Rất hay và rất truyền cảm. Bạn trai cảm nhận gì về bài thơ vừa rồi và giọng đọc vừa rồi? Dạ, bài thơ rất hay, giọng đọc rất là truyền cảm. Đi sâu vào tim. Ca hát gì lại, đáp ứng lại đi. Em hát dở. Em có thích hát không? Em rất hay đi hát karaoke với bạn bè. Em được phong là thánh cầm mic luôn. Cái mic vàng. Không hát không hay nhưng mà được cái hay giật mic và hay giật remote để bấm bài. Đâu vậy em, anh hát bài gì anh hát đi, rồi có gì em nhảy vô em giật luôn thử coi được. Đêm đăng tình yêu. Dạ. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Giật mic đi em. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi, nụ cười vàng, ánh mắt đam mê, trái tim đôi không giật. Quên lại. Giật bứt liền em, giật bứt liền. Không, cái bài này để không thuộc thiệt rồi. Em biết nhạc chứ mà lại không thuộc lời. Bây giờ mình văn nghệ rồi ha. Dạ. Bây giờ mình cảm xúc một chút xíu, bạn trai nói trước đi. Dạ, thì nhìn bạn nữ cũng khá dễ thương, vậy em cũng thích vậy. Dạ. Người ta nói là hôn nhân là cưới một người vợ đảm đang và lấy một người đàn ông có trách nhiệm. Em hy vọng là chúng ta có thể có cái tiền đề để đến được với nhau như vậy. Mình nói chuyện vui nãy giờ để chúng ta cảm nhận về sự gặp mặt ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, động lại những gì để xem con tim mình có cùng chung nhịp đập hay không. Bởi vì đây là một chuyện hết sức là hệ trọng các bạn nha. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, xin mời. Nút bấm.
giật mình. Tưởng là bà không bấm chứ. Lúc nó bấm nó không ăn. Cái anh kỹ thuật ảnh chơi bạn đấy. Muốn hồn hả? Dạ. Lúc bấm nó không ăn. Thôi, bây giờ mình nắm tay cái đi. Hai bạn đồng ý nhấn nút rồi. Nắm tay nào. Bạn nam cảm nhận thế nào? Tay bạn nữ hơi hơi lạnh. Hơi lạnh. Em sợ ấm. Đấy, hồi nãy giống như bài thơ rồi đó. Đang cần cái ấm để lan tỏa mùa đông mà. À, chúng ta sẽ có... Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào khán giả. Em tên là Hùng. Gì Hùng em? Phạm Duy Hùng, sinh năm 83, nhà hiện tại đang ở Bình Dương. Hùng đang ở Bình Dương. Dạ, 83 là nhiêu tuổi nha? 37 ạ. 37? Dạ. Hùng Bình Dương, Hùng làm gì? Em làm vừa kinh doanh vừa làm cho công ty ạ. À, vừa kinh doanh làm có công ty riêng hay là công ty... Làm công ty là ăn lương, còn kinh doanh thì cả bất động sản và có cả công ty riêng ạ. Hùng quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. À. Hùng vào Bình Dương bao nhiêu lâu rồi? Em vào Bình Dương được hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm. Ở trong đây với ai Hùng? Hiện tại thì em đang ở một mình ở nhà riêng. Một mình nhà riêng luôn. Dạ. Hùng ở Bình Dương. Dạ. À, vừa kinh doanh vừa làm công ty. Sinh năm 83, tức là khoảng 37 tuổi đó. Dạ. Quê Thanh Hóa. Đó là lý lịch trích ngang của nhà trai. Rồi, bây giờ mình nhà gái đó, mình nói to lên xem nào. Dạ, em chào hai MC. Chào bạn kế bên với lại tất cả mọi người ở dưới. Em tên là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1985. Hiện tại em sống và làm việc ở Đồng Nai. Bình Dương rồi, em 85 là nhiêu tuổi ta? 35 tuổi. 35, dạ. Bên kia ta 37. Dạ. Rồi, em đang làm gì Trang? Em hiện tại là nhân viên của bên công ty sản xuất là bên gỗ, bên nội thất. Dạ, em bên thu mua. Dạ. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu mình là gì Trang? Ở Đồng Nai, ở Đồng Nai Linh ơi, là có gần Bình Dương không? Hả? Gần. Cũng gần ạ, gần Bình Dương ạ. Rồi vậy được rồi. Trang ơi, Trang cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng khá hòa đồng với mọi người, sống cũng tình cảm. Nói chung là làm việc thì trong quá trình làm việc thì em làm việc chăm chỉ, nghiêm túc. Đôi lúc thì khi mà trong cái công việc mà nếu mà giải quyết vấn đề thì nếu mà trong những cái khúc mắc thì em hay tìm đến những cái điểm chốt, giống như là mình có thể là đưa ra nhiều phương án để mình có thể giải quyết nó tốt nhất. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em có lẽ là nhiều khi em hơi nội tâm. Dạ, cũng có khi nếu mà ví dụ gặp người mà mình hợp á thì mình nói rất là nhiều, nhưng mà có nhiều khi mình lại không không hợp thì không ai nói được. Dạ. Thực sự không hợp thì không thể nào nói được. Dạ. Rồi đó, lý lịch trích ngang của bên tôi là như vậy đó. Nhà trai điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Dạ, thưa MC và các chương trình, thì điểm mạnh của em là nhanh nhẹn, nhưng mà chịu học hỏi và khá kiên định với những cái mục tiêu ước mơ của mình. Sẽ làm và phấn đấu thực hiện đến hết sức có thể. Và kết quả như thế nào thì cũng vui vẻ chấp nhận. Còn điểm yếu thì là sống khá tình cảm, thiếu quyết đoán và dễ tin người, nên là cũng hay bị người ta lợi dụng khá nhiều. Thế thường không bị lợi dụng khá nhiều hả? Dạ. Không có mấy mối tình rồi? Mối tình thì chắc đến giờ này thì cũng là khá là nhiều. Chắc cũng phải tầm 10 mối tình ạ. Trời ơi! Người rất thật thà. Mối tình dài nhất là khoảng bao lâu hả Hùng? Mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Mối tình ngắn nhất là bao nhiêu năm? Mối tình ngắn nhất là 3 tháng. 3 tháng? Dạ. Thường thì lý do chia tay là cái gì Hùng? Dạ. Dạ thưa MC, em chưa nghe rõ câu hỏi. Thường là lý do chia tay là gì? Lý do chia tay thường là không hợp tuổi, hoặc là trong một quá trình thì thấy tính cách không hợp thì chia tay. Anh không tin trong 10 mối tình đó mà không tìm được người nào cùng đi với mình. 10 mối tình, mười mấy mối tình. Dạ. Rồi mối tình sâu đậm là sao? Mối tình sâu đậm thì là gần 3 năm đấy ạ. Gần 3 năm? Dạ. Là mình có quen 3 năm rồi mình có đăng ký kết hôn hay có cưới hỏi có gì chưa? Nói chung là em là người sống tình cảm, cho nên là khi quen thì thường là quen thật, xác định là lấy nhau. Nhưng mà quá trình yêu thương nhau thì do cái khoảng cách nó cũng xa nữa. Bạn gái thì ở mấy ngoài Nghệ An cơ. Rồi xong rồi bạn ấy thì sinh năm 89. Thành ra là không hợp tuổi nên gia đình bạn ấy cũng là tác động nhiều á. Rồi xong rồi bạn ấy từ trong này bạn ấy về quê.
về quê rồi, cái là xa cái từ lâu rồi chia tay thôi. Nhưng mà đã kết hôn chưa? Dạ chưa. Em có kết hôn lần nào chưa? Dạ có kết hôn, đó là mối tình sau. Có kết hôn một lần rồi? Dạ đúng rồi. Là mối tình nào? Mối tình đó là cũng bạn này thì ở ngoài Bắc, ở ngoài Bắc hẳn luôn, chứ không vào trong này. Thì yêu thì cũng yêu xa, thi thoảng này nói chuyện này, lúc yêu lúc không thôi, chứ gần còn trước khi cưới khoảng một tháng thì mới quen nhau chính thức. Thì cưới về được khoảng gần 3 tháng thì phát hiện ra nhiều điều là không hợp nhau. Rồi sau 8 tháng thì chia tay. Mà em đã có cháu nào chưa không? Dạ chưa được 3 tháng thì chưa được 3 tháng mà xác định là không thể ở được với nhau rồi, cho nên là thôi không cái có việc con luôn. Cái là phải tạm dừng. Dạ, con đường tình duyên của Hùng phức tạp quá nha. 11 năm rồi mới gặp chị. Vậy hả? Đấy. Dạ. Con đường tình duyên nói chung cũng hơi phức tạp đấy. Hơn 10 mối tình một lần ly dị. Hiểu bạn này rồi, bởi vì vậy nè, cái mối tình yêu xa như thế làm sao mà tìm hiểu được nhau đúng không? Cho đến khi mà quyết định đăng ký kết hôn là chỉ có một trước đó một tháng gặp nhau. Dạ. Đó, rồi khi mà đến ở với nhau rồi thì mới nảy sinh ra những cái tính cách mà cảm thấy là không hợp nhau. Trời cho nên rằng là thôi bây giờ yêu Bình Dương với lại Biên Hòa gần nhau, có thời gian tìm hiểu cho nó kỹ lưỡng. Đó, rồi luôn sẽ tính tới cái vấn đề hôn nhân đúng không em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ em còn nhớ một cái mối tình nào không? Thì có mối tình gần 3 năm đấy. Vẫn còn nhớ? Mình nhớ. Nói chung ai quen ai thì cũng nhớ thôi. Thì bảo là quên thì chắc là không quên được, nhưng mà để mà ngày nào cũng nhớ thì chắc không phải, nhắc tới thì sẽ nhớ. Yeah. Nhắc tới thì nhớ, trực ra nhớ thực ra thôi. Là dạ, đúng rồi. Nói chung là quen có nhiều, tức là ý là quen trên cũng khoảng 10 người con gái rồi, thì cái chuyện đó nó cũng phải là ghê gớm gì với một người đàn ông. Thực sự là như vậy. Tại vì có những cái bạn chỉ quen trong 3 tháng thôi mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Không hợp thì mình thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thường là vì do yêu xa là chính đúng không? Rồi không đồng quan điểm về tính cách là thôi chia tay luôn, đúng không nè? Để tôi cho cho tôi xin vài phút, tôi hỏi thăm nhà gái chút xíu nha. Dạ em chào em. Chào em gái thân mến. Dạ. Rất là xinh. Nãy giờ anh có chất vấn nhà trai. Dạ. Để cho em nghe. Dạ. Em hiểu luôn, bởi vì làm mai làm mối nó khó lắm. Dạ. Mình phải hỏi cho ra lẽ để cho mọi bên hiểu nhau hơn. Dạ. Thì nghe cái câu chuyện bên đàn trai vậy đó, em thấy có gì đáng quan ngại hay có gì lo gì không? Quan ngại thì em không, nhưng mà em thấy 10 mối tình thì cũng khá là nhiều á. Nhưng mà rồi là quen, rồi là bạn ấy có cưới luôn rồi đúng không? Có cưới vợ luôn rồi đúng không ạ? Đúng rồi, có đăng ký kết hôn. Nhưng mà mới có 2-3 tháng lại ly dị. Dạ. Nhưng mà em hỏi anh bên làm hỏi là tại sao anh quen nhiều người như vậy nhưng mà anh lại không có tìm được điểm chung, hay là lý do vì sao, anh có thể nói cho em biết được không ạ? Nên em nói rồi đó em. Thứ nhất là về yêu xa, thứ hai là về tính cách không hợp. Là bởi vì cứ đụng nhau, quen nhau thì mới thấy là không hợp là chia tay thôi. Mới quen có mấy tháng là cưới luôn. Còn nhanh quá đúng không ạ? Còn cái bạn mà ly dị á, là vì là yêu xa. Bạn đó ở ngoài Hà Nội, anh ở trong này. Trước khi cưới một tháng mới là lúc đó mới gặp nhau nhiều. Và sau đó là cưới luôn sau một tháng. Và ba tháng sau là cảm thấy là không hợp nhau. Chắc lúc đó muốn vợ quá, cưới đại luôn. Vấn đề là như nhưng thế. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà có nghĩa là có thể không hợp thì bây giờ nhiều khi đó cũng là một cái duyên của người để đó. Bây giờ gặp lại em đúng không? Rồi. Bây giờ không tình duyên của em sao em nói luôn đi. Cho thực ông ra thì nếu mà đúng ra thì em chỉ yêu và quen hai người lâu lắm rồi. Từ hồi sinh viên, với sau khi em ra trường khoảng 1 năm á. Sau đó nói chung một người mối tình thứ hai ấy, là bạn đó ở ngoài ở Phú Thọ, bạn đó sinh năm 84, hai người quen nhau khoảng được 2 năm á, thì nói chung là em cảm thấy bạn ở ngoài kia mà bạn làm bên xây dựng á, em cũng rất là sợ, tại vì đi đây đi đó nhiều á, em cảm thấy không an toàn. Nên là với lại là bạn là một mình là con trai, nên là bố mất rồi, nên là kế hoạch là sẽ về quê, là về ở ngoài đó. Em thì không thích ở ngoài quê, thứ nhất là khí hậu, với thứ hai nữa em không muốn sống ngoài đó. Nên là em thích khí hậu ấm áp trong này hơn, đúng không? Nên là vào một ngày đẹp trời em cũng hơi buồn buồn nữa, thì em bỏ đi từ bên Đà Lạt về đây và sống ở đây từ đó tới giờ luôn. Em cũng từ đó tới giờ thì anh chị rồi là mọi người cũng làm mai làm mối rồi em cũng có gặp nhiều, nhưng mà em cũng cảm thấy là có nghĩa là mình không gần gũi được.
mình không có một cái sự tương đồng nên là em không thể nào mà yêu được. Thế là quyết định là lên đây. Dạ. Tất nhiên thì trong đó thì cũng có những người mà ví dụ như em, người ta lại thương mình không thương được, rồi là mình cũng có thương người khác nhưng mà người ta lại không dành tình cảm cho mình. Dạ. Đúng rồi. Chắc đỡ á. Bà với họ là một chương trình kết nối những cái người có duyên với nhau, hợp ý nhau khoảng 70-80% trở lên cái đã. Dạ. Và quan trọng các bạn lên đây nếu mà nợ với nhau, duyên nợ với nhau nữa thì nó sẽ rất là nhanh. Dạ. Có những cặp đó là gặp nhau mấy tháng thôi là cưới rồi. Dạ. Ha. Rồi vào bây giờ họ vẫn hạnh phúc chứ không phải là sau mấy tháng họ ly dị đâu. Vừa nha. Mới xong đó, dạ, vừa mới xong có một cặp lên đấy. Đó trả lệ con đó. Rồi đó. Giờ tôi với ông nè làm một cái trắc nghiệm nè. Sao? Giờ cái cảm giác của ông về cái cặp đôi này như thế nào? Mình chưa biết đâu, để ngồi nói chuyện thôi. Thực chất thì giờ mỗi trong đầu Linh vẫn còn rất là nhiều cái câu hỏi. Chút xíu mình sẽ được trả lời sau khi hai người gặp nhau thôi. Còn bây giờ Linh vẫn còn đang suy nghĩ. Chưa đủ dữ liệu để mà có thể đi đến kết luận đúng chưa không? Rồi vậy mình khai thác tiếp. Rồi. Ấy ơi, em ơi. Dạ. Không. Chào chị. Em nói về cái mẫu người phụ nữ theo em là như thế nào thì em có thể đi đến suốt cuộc đời được? Mẫu người phụ nữ của em thì theo em nghĩ thì từ trước nay em cũng chỉ thích có như vậy thôi, là thứ nhất là về cái ngoại hình này, da trắng một chút. Da trắng một chút. Dáng cao khoảng từ 1m58 trở lên. 1m58 trở lên. Đừng có mập béo quá. Đừng mập quá. Còn hơi, về... hơi bị tổn thương đó nghe. Còn giỡn cho em bớt rung. Chị Hồng Vân là em rất là quý mến từ lâu rồi. 11 năm nay mới gặp lại chị trực tiếp trên sân khấu. À vậy cách trước đây 11 năm là chị em mình đã gặp rồi phải không? Gặp ở sân khấu Phú Nhuận. À. Trong một vở kịch em nhớ chị là mặc một bộ đồ màu trắng. 10 năm trước thì chị ốm, chị không có như bây giờ, cho nên là nhưng mà 10 hồi năm đó trước... nhìn đẹp lắm. Diễn với cả Thúy Nga. Diễn với Thúy Nga đúng không? Đúng rồi. Ừ, ok. Rồi nè, đó, đẹp mặt dễ nhìn có duyên ha. Dạ đúng rồi. Rồi, tính tình thì sao nè? Tính tình thì nói chung đó là một người phụ nữ mà của gia đình. Hai là trung thủy. Đáng tin. Nên biết chăm lo, biết điều, có cái tâm tốt. Nói chung là biết quan tâm yêu thương người khác. Nói chung là đừng, và cái nữa là đừng có ích kỷ quá. Đừng ích kỷ quá đúng không? Sống tình cảm chân thành. Ok. Chị nghĩ là cái bạn bên đây á, là ngoại hình á, là chị nghĩ là sẽ trên cái mức mà em yêu cầu. Trời, ngoại hình bên kia tốt nha. Bên kia hơi bị xinh gái đấy. Đó. Còn về tính tình á thì là chị nghĩ bạn này là một cái nói sao ta, là một cái bí mật mà em sẽ phải khám phá nhiều. Bạn này không có dễ hiểu đâu, bạn này sẽ là một cái kho tàng để cho em tìm kiếm, em khám phá. Đó, cái cảm nhận của chị là như vậy. Dạ. Ha. Dạ. Còn với cái người bạn bên đây á, thì thực sự đó giờ chị để ý, tức là khi mà chị nói chuyện với người đàn ông á, chị thường để ý cái sống mũi, em hiểu không? Thì cái sống mũi của bạn này á, là sống mũi của một người đàn ông tốt, cương trực, bởi cao. Vì cái mũi rất là đẹp. À dạ, em thích mũi thẳng cao và rất là đẹp. Mũi Linh tốt không Vân? Đó là những người mà Vân. Linh thì khỏi nói rồi, Linh là người đàn ông quốc dân rồi. Vân không có dám đụng tới Linh rồi, nhưng mà cái cảm nhận của chị thường là như vậy. Đó dạ. Là cái trực giác của chị. Chị không phải bói toán, không phải nhân tướng học, nhưng mà dạ. Em bản thân bạn này cũng có nhiều những cái cuộc sống của bạn, nhiều những cái bạn không cởi mở được. Dạ. Bạn sống nội tâm nhiều quá. Thực sự bạn này cũng khó hiểu lắm chứ không phải là không đâu. Rồi, hai đứa tự khám phá nhau ha. Dạ. Bây giờ chị sẽ hỏi cái mẫu người lý tưởng của em, nói đi, em nói cho ông mối nghe đi. Dạ, cái mẫu người lý tưởng của em thì về ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì em thích bạn ấy, nói chung là không cần đẹp trai nhưng mà ưa nhìn một tí. Nếu mà mũi thẳng thì đẹp hơn, tốt hơn. Dạ. Còn về tính cách thì em muốn là người đó sống nghiêm túc, với có chí cầu tiến trong công việc và cũng trong như trong gia đình. Với lại em cũng đã lớn tuổi rồi nên là em muốn một người là người ta giống như là mình yêu là xác định, chứ không phải là mình để mình quen rồi lâu như thế nào đó tìm hiểu quá nhiều quá thời gian, hoặc là mình nói là mình cứ tìm hiểu đi cứ 1 năm 2 năm hay là như thế nào đó là em không thích như vậy, tại vì mất thời gian đúng lắm. Rồi tí xíu nữa vấn đề này em đặt gọi là trực diện với bạn thứ Hùng hai đi. Nữa là tại vì
em cũng không biết nữa, nhưng mà em luôn luôn mong muốn là có một người mà người ta, có nghĩa là hai người cùng thấu hiểu nhau. Nói chung là trong cuộc sống thì có những lúc như va chạm như thế này thế kia, nhưng mà mình biết, mình thấy, mình hiểu thì mình có thể là mình tha thứ hoặc là như nào đó giải tỏa với nhau ha. Dạ, hai người ngồi nói chứ lại. Kiểu là nếu mà quen mà mình có những cái điều khúc mắc không nói ra thì không thể giải quyết được vấn đề. Dạ đúng rồi. Rồi hôm nay em đi em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em nói chung là em trong công ty đồng nghiệp đồng nghiệp cũ. Là em gái áo vàng hả? Dạ áo vàng. Em ruột hả em? Em đồng cùng nghiệp. Quê đồng nghiệp. Cũng thân, rất là thân. Dạ. Rồi, em gái mặc áo nổi nhất đây đó. Em cho ý kiến đi nào. Em chào chị Vân, anh Linh và anh Nam bên này, cùng với quý khán giả đang xem chương trình. Em thì em quen chị Trang cũng được 5 năm rồi. Em ở Nghệ An ạ. Cho em hỏi chi đặt câu hỏi với anh Nam bên này với ạ. Ok, em cứ hỏi đi. Không biết là sau này anh sẽ dự định sống ở Bình Dương hay là ở Thanh Hóa? Thanh Hóa thì chắc chắn anh không bao giờ anh ở. Bình Dương, anh thì Bình Dương thì hiện tại đang ở đấy. Nhưng mà anh có nhiều cái ước mơ ở nơi khác nữa. Là nghĩa là sau này anh không có ý định là sẽ về già hay là gì đó, về Thanh Hóa sống hay là sao? Thật ra sau này thì dự định như thế nó xa quá, mà cái việc đấy nó không quan trọng em. Ở đâu cũng như Việt Nam mình sống tốt được là được, không quan trọng ở đâu cả. Nếu chị em muốn sống ở Đồng Nai thì anh có chuyển xuống dưới Đồng Nai sống không ạ? Nếu sau này kết hôn ấy. Cái việc mà chị em muốn thì không phải là một mình chị em muốn, mà phải là muốn cho cả hai hay cả một gia đình. Chị em muốn mà chồng con nó không muốn thì cũng phải theo chồng con, lúc nãy lấy theo chỗ đông. Còn trước mắt thì ở đâu thì với anh nó rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Dạ em xin cảm ơn ạ. Chị em ở Đồng Nai là ở đâu, huyện nào? Ở Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai ạ. À ôi giời, gần. Gần. Biên Hòa, Bình Dương có tí xíu mà. Rồi, em trai đi với ai? Đi với đồng nghiệp em mặc áo trắng. Đồng nghiệp ha. Em với trắng này. Dạ thì em chào chỗ anh Linh và chị Vân và chào quý khán giả xem chương trình. Thì em đang như là bạn của anh Hùng thôi. Thì hiện tại thì anh Hùng cũng đang ở Bình Dương mình. Thì em cũng có đặt câu hỏi như thế này, tức là hỏi chỗ bạn gái. Anh Hùng thì cũng trải qua nhiều cái mối tình rồi, rất là nhiều rồi. Thì không biết là bạn thấy có khó khăn vì vấn đề khi tiếp xúc với anh sau này không? Tại chỗ anh là anh cũng lớn và trải qua rất nhiều người rồi. Thì cái điều đó thì cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là hai người có hợp nhau không thôi. Mình nghĩ là như vậy. Tại vì bản thân mình cũng vậy. Nếu mà ví dụ như mà mình cũng có thể tìm hiểu, nhưng mà mình không hợp thì thôi, mình đi uống cà phê hay này kia gì đó là chuyện bình thường, đúng không? Nhưng mà không biết là bạn ấy kể mối tình của bạn ấy là nó đã đi tới đâu thôi. Còn ví dụ như đúng không cô? Còn cái vấn đề mà nói là quen bao nhiêu người không quan trọng, mà quan trọng dừng chân ở bấy nhiêu người rồi thôi. Quan trọng là dừng chân ở người nào thôi. Dạ, chứ còn lại, bao nhiêu người đó là cũng là một phần là mình nghĩ là đó là duyên số của người ta chưa tới, hoặc là thực ra như anh đó chắc chắn là anh cũng không có phải là mong muốn như vậy đâu. Thực sự là như vậy. Mình cũng là một người ở trong cái đó, mình phải hiểu điều đó, mình sẽ thông cảm được. Dạ rồi, em chỉ đặt câu hỏi như vậy thôi. Vậy đó dạ. Hả? Còn rồi có mong muốn hai bạn bấm nút không? Dạ, em thấy hiện tại là bạn nữ đây cũng khá là dễ thương. Thì em nghĩ là anh Hùng khi gặp mặt thì chắc sẽ có cái quyết định. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, mở rào. Hai bạn lớn rồi, có thể đủ để chúng ta quyết định cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình nha. Hãy trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau để xem điều gì xảy ra. Mời Hùng. Ê, xoay đi, xoay đi. Rồi. Trao quà dạ, đi nào. Chào anh. Chào em. Dạ. Em có một lần đầu tiên gặp anh. Em thì cũng không biết em thích cái gì thì dạ. Tết Tây thì qua rồi mà Tết Ta gần tới. Dạ. Thôi có món quà nhỏ tặng em. Dạ, em chúc em năm mới tài lộc nhiều. Này là tài lộc nhiều rồi đây. Em cũng tặng anh món quà nhỏ. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn. Rồi, về chỗ đi các bạn. Nào, cùng xoay ghế ra đây nè Hùng. Cùng xoay ghế qua đây nè. Đó, các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên gặp mặt đó. Để xem. Anh gặp mặt em lần đầu tiên anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào thì bây giờ mới nhìn được, chắc chưa được một phút, cho nên là
cảm giác nó đang rất là lung tung. Rất là rung hả? Rất là rung hay là lung tung hả anh? Vừa rung vừa lung tung. Có vẻ là không chắc chắn được điều gì đúng không? Chắc chắn có một điều là đến đây để mong muốn một cái hạnh phúc lâu dài. Dạ. Đó là cái điều chắc chắn. Thì không biết là anh có nghĩa là em muốn là thực sự mà nói là việc sau cái lung tung của anh á thì anh cảm nhận về em như thế nào? Ví dụ như thoạt nhìn thôi, giống như là mình chỉ mới nhìn qua thôi, mình có thể cảm tình hay là như thế nào không? Thì đó là em muốn là nghe điều đó của bên anh. Nói chung là nhìn em thì là một người khá dễ mến. Yeah. Một cái điều mà để anh cảm thấy được là một cái sự nghiêm túc. Đi đến đây thì mình chắc là cái điều nghiêm túc đây chắc chắn là cả anh các em đều có. Thì anh cũng hy vọng là nếu mà có duyên được ông Tư bằng nguyện nguyện xe được nữa thì mình đến với nhau thì tốt. Thì trong cái quá trình tín được đến với nhau thì chắc là mình cần phải tìm hiểu thêm một chút nữa. Yeah, chắc chắn rồi. Về anh thì anh là người cực kỳ thẳng thắn, cương trực. Nói chung là không bao giờ thích gian dối một chút nào cả. Vô cùng có trách nhiệm với việc làm và lời nói. Yeah. Đã nói là làm, không quan trọng kết quả nó là gì. Nhưng mà làm bằng tất cả cái gì mình có, bằng cái lương tâm, bằng trái tim, chứ không phải là làm nó cái kiểu là làm nửa vời. Còn được hay không được là vui vẻ, không vấn đề gì cả. Trong công việc, trong cuộc sống, trong học tập cũng thế. Trong tình cảm cũng vậy, cho nên là tình cảm hay bị trắc trở nó nhiều. Nhưng mà sau những cái cuộc đổ vỡ của trong hôn nhân với lại trong các tình trường á, thì anh có rút ra là anh có những ưu điểm nào mà anh cần phải thay đổi hay là anh cần phải cố gắng hơn như thế nào đó không ạ? Cái điểm mà phải thay đổi nhanh mà gấp nhất là nóng vội. Nóng vội, đúng rồi. Em nghĩ cũng không cần phải nóng vội gì cả. Vì cái thứ hai là phải lý trí với điều khiển trái tim lại một chút nữa. Không, như nếu mình yêu theo cảm xúc thì mình đó là điều tốt. Em thì lại khó mà yêu, em rất là khó yêu. Nếu mà phải em có lẽ là phải một người mà nếu như mà người em có một chút cảm xúc mà người đó tấn công em nhiều hơn thì may ra em còn đổ, còn không là em cũng lạnh lạnh vậy đó. Tức là kiểu tình yêu nửa vời đấy hả? Không phải nửa vời nhưng chào mà em có vẻ là tại vì em hơi thận trọng. Yeah. Có lẽ là hơi đối lập với anh cái chỗ là không anh thân trọng thì nó là điều cho phép. Tại vì em là con gái mà. Con gái mà không thân trọng thì yeah, chắc là cũng phải xem xét lại. Thì anh cho anh hỏi Trang một câu ha. Dạ. Yeah. Trang có cái mong ước hay là cái dự định gì cho tương lai? Mong ước thì có lẽ con gái thì người ta cũng mong có một người chồng giống như là yêu thương mình hay là quý trọng gia đình mình với lại là biết chăm lo cho vợ con, thì đó là một điều mong ước lớn nhất rồi. Okay, thì cái câu này nó phát sinh từ cái câu trước thôi là thế thì Trang đã chuẩn bị được cái gì hay là sẽ mình bản thân mình ấy, tức là sẽ làm gì để đạt được cái mục đích ấy. Thì tất nhiên rồi, tất nhiên là có nghĩa là phải sống hay là hiện tại là đang lại. Hiện tại là đang có bản thân mình đang như thế nào mà mình sẽ làm ra làm sao để đạt được cái mục đích đấy. Thì tất nhiên là mình phải là một người tốt, mình biết chăm lo cho gia đình thì mình mới mong được là người ta thương yêu, đúng không? Thế nếu mà mình không có cố gắng trong cuộc sống thì làm sao mà mình được mọi người thương yêu được? Rồi, bây giờ mình hẹn hò thế nào đó, bạn thử xem. Đồng Nai với lại Bình Dương đó. Anh hẹn là hò đâu sao? Ở Đồng Nai à? Hả? Anh là đâu ở Đồng Nai à? Biên Hòa. Anh ở Bình Dương. Bình Dương nhưng mà ở khu vực nào ạ? Ở Thuận An ấy. Thuận An. Thuận An là gần 550 đúng không? Nhà mà đi xuống đến Tam Phước của em này chắc khoảng 20 cây. Dạ chắc là 20 cây đúng. 20 cây mà đi xe máy thì hết bao nhiêu thời gian, mà đi xe hơi là mất bao nhiêu thời gian? Đi xe hơi thì hết khoảng 40 phút, mà đi xe máy thì hết khoảng 30 phút. Ôi thế thì nhanh đúng không? Vèo một cái tới nơi thôi. Chị mà từ nhà chị á mà chị đến cái điểm quay này là 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tại vì chị đi bộ mà tập thể dục. Không, là Thủ Đức tới quận 7 mà đi 1 tiếng rưỡi, trời ơi. Thế mà em đi từ Bình Dương xuống đây cũng có 1 tiếng rưỡi ạ. Thì đó thì dạ, chị mới nói em là cái chuyện tụi em là rất là gần, 30 phút 40 phút mà quá gần để dạ, mà phải tìm hiểu cho thật là chín mùi, thật là chính xác. Tuy nhiên cũng đừng kéo dài quá, bởi vì tụi em cũng lớn tuổi rồi dạ, còn phải nghĩ đến chuyện con cái nữa. Ừ. Đó nào, thì hẹn hò làm sao, tuần mấy lần, tháng mấy lần, hàng năm mấy lần?
cái đấy đi. Thầy chàng về trước đi. Em làm sao em em thì tùy vào bên, ví dụ như giả sử mà mình hợp nhau thì tùy vào bên anh thôi, tại vì em không thể đòi hỏi được. Ví dụ như anh có thể sắp xếp rồi mình cùng thỏa thuận cho nó hợp lý cả hai bên. Em là phụ nữ, em có quyền đòi hỏi tùy theo cái cảm xúc của em. Giống như hồi đó chị mà yêu ông xã chị á, là mỗi ngày mỗi gặp không cần biết, thậm chí là alo một cái là anh đang ở đâu, em đang rất là nhớ anh là ông phải xuất hiện. Trời ơi, anh Quỳnh Linh cũng vậy. Dạ. Cho nên mình không thể nào mình nói ở một tuần mấy ngày hay là cái gì. Dạ, cả rồi. Vấn đề là tụi em cảm thấy quý nhau mà ở gần nhau, ngoại trừ là yêu xa, ngoại trừ yêu xa mình mới tính thôi. Dạ. Chứ còn đã sát bên nhau như vậy thì là theo cảm xúc, theo cái độ chín mùi của tình yêu. Dạ. Anh nói thật nha, nãy giờ theo dõi câu chuyện này đó, Hùng á, không biết trải qua mối tình có kinh nghiệm hay không, chứ như em thì chắc còn lâu mới tới được biên hòa đó. Phải tăng tốc lên. Dạ. Phải chủ động trong tất cả mọi công việc. Dạ. Đối với mình muốn tìm một bạn gái, muốn tìm một tình yêu á, thì chính mình là người chủ động ha. Dạ. Đấy, theo anh nghĩ là như thế. Em thì chị Vân nói em hiền này kia ok, nhưng mà vấn đề tình yêu là phải chủ động, đừng để cho phái nữ chủ động nhiều quá, mình trở thành người thụ động. À, đúng không? Đúng. Theo anh là tấn công. Nào, hãy bước tới bạn mình gái. Mình phải là kèo trên rồi. Em. Bước tới bạn gái, nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó, xong rồi nói cái gì đó nào. Tấn công, hỏi em ơi thích, ngày mai em thích đi đâu chơi, hay là em thích du lịch hay không, em thích cái gì đó. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mặt bạn gái thử xem nào. Thí dụ. Mạnh dạn lên nào. Em bây giờ muốn nói rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay cũng do cái thanh quản nó đang có vấn đề khá lớn, phải hạn chế nó tối đa. Mà yêu thì cũng phải nói thôi. Nghe cũng phải cố gắng. Ừ. Nói chung là mong em hiểu thôi. Yeah. Thật ra thì tình cảm không thể nói bằng lời hay bằng hành động nữa, bằng ai nhìn thấy. Yeah. Nghe tình cảm thì nó phải qua trái tim. Thì cái cảm nhận thì nó là chính xác nhất. Trời. Em gái nói gì? Em cũng không biết nói gì, nhưng mà không biết là anh nói là anh là người hay nhóm rụng, có nghĩa là cảm xúc quá. Nhưng mà sau anh gặp em, anh cảm thấy nó rung lung tung, anh không xác định được là anh có một cái cảm xúc như thế nào. Ví dụ như có nghĩa là có nhìn thiện cảm hay là anh cảm thấy ưng hay không ưng, thì anh phải thể hiện ra điều đó. Chứ anh dở ưng ương vậy là em không hiểu được. Nếu bây giờ anh nói là anh ưng thì chắc chắn không ai tin. Ưng không phải là yêu, ưng là có nghĩa mà... là nói nhìn em, nhìn anh lên em thấy ưng quá. Bình thường đúng không? Cái ưng cảm nhận đó. Thiện cảm. Nếu mà không ưng thì không đến anh, không đến nắm tay làm gì. Cảm ơn anh. Thật ra cái này nó hơn lời, anh mới nói là cái này nó hơn lời bằng cái cảm nhận này, bằng hay nó hơn lời nói rất là nhiều. Nhưng mà anh phải thể hiện ra em mới biết được. Anh mà khéo anh nói thì bây giờ anh không bao giờ anh đứng ở đây rồi. Dạ vâng, vậy thì để em hiểu anh rồi thì rồi bây giờ em gái nói đúng đó. Bây giờ Hùng suy nghĩ trong lòng điều gì đối với người đúng đối rồi. Diện em phải nói cho người ta biết. Yeah. Hoặc thể hiện điều gì đó. Em nói nhất thật nhất hiện giờ cái cảm đúng xúc rồi. Của em. Nghĩ sao trong lòng cảm nói như thế. Cảm nhận về cô con gái này. Đúng rồi. Anh cảm nhận thật sự thì em có thể là em là một người phụ nữ của gia đình. Dạ đúng có rồi. Thể là một phần mà tức là bây giờ là có những điều mà của người phụ nữ mà anh đang tìm kiếm. Yeah. Anh hy vọng là sau buổi hôm nay thì mình sẽ hiểu hơn, tiến xa hơn thì đến cái mục đích mà cả hai chúng ta bước đến đây. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng nói chung là cũng chưa biết về anh như thế nào, nhưng mà nhìn anh thì cũng hiền lành nên là em thấy cũng không cũng không phải là ghét, mà cũng cảm xúc thì chưa có gì nhiều nhưng mà cũng được. Dạ. Rồi. Cảm ơn em. Trở về vị trí đi. Đây cưng, quay đây. Thấy cái nút chưa? Chưa ạ. Đây, nút đây. Đây vòng đây. Để tao nút bấm đi. Ngồi xích vô xíu. Bên tay trái Hùng. Đây nè cơ. Cho bất kỳ ai đi nữa. Anh nghĩ rằng là đàn ông chúng ta nên chủ động trong tất cả mọi công việc. Bật đèn xanh, nhá đèn đỏ hay làm điều gì đó để người phụ nữ có thể hướng về mình, có thể nghĩ rằng mình đang nghĩ về họ. Ha? Dù gì nữa thì anh nghĩ rằng nếu mà khi có một chút cảm tình rồi thì cũng dễ biết lắm. Đừng để cúp điện, không thấy đèn nào cả. Nó rối loạn và lúc đó tắc nghẽn giao thông không biết đi đâu cả. Mà người đàn ông luôn luôn phải bật đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng để cho tất cả mọi người biết là mình đang muốn điều gì, dừng hay là đi. Rồi bây giờ thì đã đến lúc chúng ta quyết định rồi các bạn. Để tay vào nút bấm và suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút
là chúng ta phải trách nhiệm nút bấm đó. Với cái nút bấm mà các bạn đang giữ đó, nó rất là thiêng liêng. Rất nhiều cặp đôi đã cưới nhau rồi, đã sinh con đẻ cái. Thật sự nếu đây mà mình có thấy là một chút rung động nào đó, một chút cảm xúc nào đó, chúng ta đừng ngừng ngại bấm nút. Còn nếu không, không nên bấm. Chúng tôi khuyến khích các bạn không nên bấm nếu các bạn không rung động và không nghĩ rằng đây là một nửa mảnh ghép của mình. Chúng ta hãy nhường nút bấm đó cho rất là nhiều người khác. Đừng cướp đi cơ hội của bất kỳ ai cả. Và chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, bạn bè, người thân của mình. Nhớ hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn nha. Chuẩn bị. Chuẩn bị nha. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Thôi, được. Đấy. Khi mà mình đã nói, anh đã nói hết những cái điều đó, các bạn cảm giác là à, đây là một chút gì cảm xúc rồi thì bấm nút. À, là đúng là cảm xúc thật rồi đấy. Hãy nắm tay đi. Đúng rồi. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Thực ra là hai bạn này có một cái điều theo cái cảm nhận của tôi nha, là hai bạn có một cái gì đó nó gần gần giống nhau đó, thực sự. Bạn này cũng phải tìm hiểu bạn này thiệt là nhiều. Và ngược lại bạn kia cũng phải là như vậy. Và hai người là bằng cơ nha, chứ không ai trên cơ ai hết á. Thực sự ở đây là coi như là 1 9 1 10 đó. Nhưng mà nếu các bạn kết hợp lại được thì các bạn sẽ thành công. Gia đình các bạn sẽ rất là thành công. Anh nghĩ rằng mình nên cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động nhiều hơn nữa, để thể hiện mình cho cô ấy biết, phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn nữa, quan tâm nhiều hơn nữa. Điều này là cần thiết nhất. Bởi vì nói gì nói, người phụ nữ cũng cần một cái người hiểu mình và lắng nghe mình, và gọi là cũng lắng nghe trái tim của người bạn mình nữa nhá. Dạ. Rất vui được các bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Tay đã nắm tay không có buông ra, đã bấm nút là không buông ra, bởi vì là chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau trước hàng triệu khán giả với gia đình của mình. Bây giờ Hùng nói đi, coi như gia đình của bạn gái đang xem chương trình, bạn nói gì đi. Không biết nói gì nữa. Coi như có một người lớn đang ngồi trước mặt mình đi. Thưa hai bác, hôm nay tụi con đã chính thức hẹn hò với nhau. Và con xin hứa sẽ tìm hiểu, rồi hứa làm gì đó. Mình cũng làm đúng với cái phong tục của quê mình, đi thưa về trình. Có rồi nữa đi lấy vợ rồi nói gì đây? Đặt vấn đề với các cụ là đấy, cho cháu tìm hiểu bé. Dạ. Thưa hai MC, thưa tất cả khán giả cùng ekip chương trình. Thì hôm nay nhà chương trình đã tạo điều kiện và cơ hội cho em và Trang gặp nhau. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì bọn em chính thức hẹn hò với nhau. Mong tất cả mọi người ủng hộ. Chúc những điều tốt đẹp nhất cho chúng em. Cho chúng em. Rồi, thế em hôn má bạn gái em đi. Em được quyền đấy. Vén cái tóc và hôn đàng hoàng. Chủ động tự vén tự hôn đi. Hôm nay có người vén phụ. Đấy, tôi mới vén phụ xong. Anh có mai mốt phải trả tôi hai cái đầu heo đó. Rồi.